Chào mừng các bạn đã đến với kênh tin giải trí. Và bây giờ hãy cùng mình cập nhật những tin tức mới nhất trong ngày hôm nay. Chúc các bạn có những phút giây vui vẻ và thật thoải mái. Hé lộ căn siêu biệt thự 500 tỷ đồng Triệu Lê Dĩnh tặng con trai. Hình ảnh siêu biệt thự trị giá 500 tỷ đồng Triệu Lê Dĩnh vừa mơ tặng con trai đang khiến cộng đồng mạng há hốc mồm. Cuộc hôn nhân của Triệu Lê Dĩnh và Phùng Thiệu Phong có quả ngọt là một bé trai kháu khỉnh. Tuy nhiên, họ lại ly hôn khiến nhiều người ngỡ ngàng và tiếc nuối. Sau khi đường ai nấy đi, nữ diễn viên Hữu Phỉ vẫn thể hiện sự quan tâm với con trai. Cô vừa tậu siêu biệt thự riêng cho nhóc tì. Trở thành một quý cô độc thân đắt giá cùng khối tài sản khổng lồ, Triệu Lê Dĩnh vẫn không quên việc chăm sóc con. Mới đây, trang BZH vừa có bài viết khiến cộng đồng mạng xôn xao về việc nữ diễn viên sở kiều truyện chi 140 triệu tệ, gần 500 tỷ đồng để tậu một siêu biệt thự. Vị trí của biệt thự cũng rất thuận lợi, nằm ở Bắc Kinh, nơi sinh sống đắt đỏ. Đây là món quà cô dành cho quý tử 2 tuổi của mình. Hình ảnh về ngôi biệt thự này được hé lộ khiến cư dân mạng phải xuýt xoa, liên tục bày tỏ sự ngưỡng mộ. Không hổ danh là nữ diễn viên hàng đầu showbiz, Triệu Lê Dĩnh kiếm tiền nhiều và cũng không tiếc tiền tậu cho con biệt thự làm tài sản riêng. Cách đây không lâu, mỹ nhân họ Triệu nhận được câu hỏi chu cấp cho con bao nhiêu một tháng. Cô không trả lời thẳng thắn về con số nhưng khẳng định đáp ứng mọi nhu cầu của con. Dù không thể giữ cho con một gia đình trọn vẹn, nhưng Triệu Lê Dĩnh cố gắng bù đắp bằng cuộc sống đầy đủ về mặt kinh tế. Nữ diễn viên sẵn sàng mang đến những giá trị tốt đẹp nhất cho con và điều này làm người hâm mộ càng thêm xót xa. Vốn dĩ, cô và Phùng Thiệu Phong là cặp đôi quyền lực trong giới hoa ngữ. Hôn nhân nếu viên mãn, cùng nuôi dưỡng con sẽ càng đáng ngưỡng mộ hơn. Trong khoảng thời gian bận rộn với lịch trình vừa qua, ngôi sao 8X qua lại giữa Bắc Kinh và Thượng Hải để chăm con. Cô thể hiện mình là một người mẹ thương con và luôn dành cho nhóc tì nhiều phần thời gian sự quan tâm. Nhiều nguồn tin cũng cho biết rằng Triệu Lê Dĩnh thực sự là một người mẹ lo chu toàn các việc trong nhà. Trở thành người phụ nữ độc thân, Triệu Lê Dĩnh nhan sắc ngày càng mặn mà hơn, xuất hiện ở những sự kiện gần đây, cô tạo nên làn sóng dữ dội vì thân hình mảnh mai. Phong cách thời trang sang trọng và cuốn hút, netizen không thể tìm được điểm nào để chê bai ở Triệu Lê Dĩnh. Gần đây xuất hiện tin đồn Triệu Lê Dĩnh có tình mới, nguyên nhân xuất phát từ việc cô đeo nhẫn kim cương trên ngón giữa bàn tay phải tại một sự kiện. Song không ít fan khẳng định đây chỉ đơn giản là phụ kiện được stylist chuẩn bị, không liên quan đến chuyện tình cảm nào của cô. Triệu Lê Dĩnh dần trở thành hình mẫu phụ nữ trong mắt nhiều người. Cô thành công trong sự nghiệp, dám yêu, cưới và quyết định ly hôn mà không sợ những lời gièm pha. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Và các bạn đừng quên ấn đăng ký kênh và chuông thông báo để theo dõi những tin tức mới nhất mỗi ngày nhé.